Dạ. Thôi con chào cô nha. Ôi ơi, cô mang cái món đặc biệt gì đến biến cậu Năm hả cô ơi? Dạ. Rồi, giống bánh bông lan ha. Cái này là bánh mì, bánh mì mà bánh chay. À, bánh mì chay. À, bánh mì chay này nướng hay sao cô? Bây giờ mình để cái mâm này ha. Mình để cái mâm này đi. Cái mâm này vừa. Mâm lớn nè, mâm lớn xem. Cái mâm này vừa rồi. Mâm nhỏ hả? Ừ, mâm nhỏ là vừa rồi. Ở ở này nhà làm hả, mình mua cô? Cái này mua con. Mua ha. Ừ. Dạ. Cái này vừa sao cô bỏ ra ngoài luôn. Hết luôn đi. Để gì ha? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Mình chắc ra đi. Cô ơi, mình đi với ai cô ơi? Trời ơi, cô đi có mình. Mà không biết là cô đến từ đâu cô? Cô ở quận 12. Quận 12, dạ. Mai chị ngủ. Dạ chưa cô ơi, hôm qua là nhà lại thông báo lại là bên Hoa Viên á, là người ta dời lại là tới trong trăm ngày mà không biết sao nữa. Chứ hôm trước thì người nhà là thông báo là trong tuần trước hoặc là tuần này. Dạ, nhưng mà kỳ này lại thông báo, hôm qua anh Thanh ảnh thông báo là bây giờ dời lại nữa. Dạ, không biết sao. Dạ, chắc là phải dời lại nữa. Rồi, thôi bây giờ mình mang qua mình để mình cúng với cậu nha cô. Dạ. 15 hết, xin chào tất cả quý cô chú anh chị nha. Cô ơi, mình mang đằng này nè cô, mình mang đây nè cũng được. Dạ, để con lấy cho cô một cái ghế nha. Thôi được rồi em, để em nha. Này nè. Nè cô ơi, mình để đây nè cô ơi. Để trong anh. Ờ, để nè. Mình để đây nha cô. Ha. Dạ, để được không sao đâu cô. Nha không biết sao này cô ơi. Nha không biết sao này. Làm việc thiện nữa, để ba chỉ con lại thôi. Cảnh một năm thôi. Dạ. Dạ. Cô đi mình cô chạy xe xuống luôn hay là đi bắt ráp? À, bắt ráp ha. Nãy cô nói cô đến từ đâu cô? Con quên đó. Quận 12. Tới đây là 400 á. Trời ơi, đi về ha, là một đi về 400 ha. Dạ. Ở bên trong đây có đèn này cô, bên đèn này. Nãy con đốt đây mình nói mau tắt quá à. Dạ. Mình vào đây cô. Đó mình đi đường này vào đi không sao đâu. Trong đó có đèn á cô. Dạ. Đó thấy không? Đây đây không nhà tắm thành phố gì nữa. Thiên thông sư đồ. Là 12 khách. Giết giết cái quái này, ở đây quái nhiều lắm á thì ơi. Bây giờ ta đi vào một cái tàu đó trong á. Sư phụ Di Minh Hô giờ con cứ lộn phép hết đi cho ta hết đi con khỏi chuyện chụp phép. Tại sư phụ có phép. Tạo là giúp sư phụ. À, như các cô chú các anh chị thấy thì cô mang đến một mâm bánh mì nướng. À, này là cô mua ha, là từ quận 12. Rất là quý cô luôn. Thì bây giờ cô xá. Cô xá mấy xá ha. À, thì 15 hết xin mời cô một chai nước để cô uống ha. À, nãy giờ cô bắt ráp cô đi. Cô ở nhà chắc buồn lắm á cô. Nên con thấy cô hay vào. Nhà có mình ha chứ con. Dạ. Cô ơi, con mời cô chai nước nha. Dạ, cảm ơn con nha. Dạ. Nãy giờ cô đi chắc cũng nắng quá. Nắng lắm rồi. Dạ. Nhưng mà bữa nay nắng cũng vậy. Được không cô, để con dặn cho. Được không? Dạ, dạ. Cô uống cái cho mát, dạ. Anh ráp chờ cô luôn hả cô? Dạ. Dạ.
nghe qua trên YouTube hoài à. Dạ. Biết sợ mai mốt. À. Nên cô tranh thủ cô đi ha. Dạ. Nhớ nhờ cũng nhờ mấy anh YouTube mà chia sẻ đó. Dạ. Ra mình mới biết. Dạ. Chứ không không biết. Dạ. Con nghĩ hôm nay là mình chọn ngày thường rồi mình đi để tránh đông người ha cô. Con nghĩ là vậy. Vậy là đúng ý cô ha. Dạ. Nói chung là nãy giờ cũng đông đó cô, mà về bớt rồi đó cô ơi. Dạ. Mỗi lần mà cô xem clip nói về dạ cảm động. Ở đây như là cái làm như có một cái gì đó thúc giục mình đi. À, hút có cái gì đó thúc giục để mình đi đúng không cô? Dạ. Mình cứ nằm mình nghĩ hoài, mình nghĩ về anh Tú Linh mà mình cũng đi đó mà. Dạ. Không biết đi sao. Không. Thôi cả, dạ. Đây là lần đầu tiên mình đến đây luôn. Dạ. Cô thấy nhiều khi mà thứ bảy chủ nhật á. Dạ. Ta đông lắm. Dạ. Cô không muốn đi. Dạ. Dạ. Hôm qua chứ cô coi ha. Trời ơi quá trời đông luôn. Lâm Ếch Bình Dương à. Dạ cảm ơn cô. Trời ơi cô biết con luôn à. Nãy giờ con con biết cô. Dạ. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. 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 Cô ơi mình không biết chạy xe ha. Là mình đi Grab cho dễ đi cô. Đi Grab nó tiện. À. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Chị hỏi mình nói tới địa điểm nào là nó chạy đúng không? Dạ. Đúng rồi, mà nhanh hả cô? Grab thì chạy nhanh mà cũng nói chung an toàn hơn mình. Dạ. Hôm nay cô đến mộ thì cô thấy giống như trong YouTube tụi con quay không cô? Giống. Dạ. Nhưng mà nhìn dù sao mình nhìn thực tế nó sẽ đẹp hơn hả cô? Dạ. Các con chụp cho cô tấm hình. Dạ rồi, thôi mình vào đây đi cô. Con à chỗ này ha, thì ý là cô vào đây nè, cái con chụp cho cô lấy điện thoại đi cái con. Dạ. Vậy là cô chắc hay xem kênh của con lắm ha, nên cô mới biết là 15 ếch. Cô nghe giọng là cô biết đúng không? Dạ. 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 Rồi. Rồi, chụp hộ cho cô ha. Rồi em cầm hộ anh đi. Dạ, anh chụp cho cô. Tấm hình đẹp nhất ha. Mà bây giờ mình tháo cái khẩu trang cho cô. Rồi, cô đưa con đi con cầm luôn cho cầm hộ nó. Cảm ơn con. Nhắc lên dây. Đó. Cô thì bây giờ đang nhờ YouTube chụp hình nha cả nhà. Cô thấy chỗ này đẹp á. Ở bên kia cũng nhiều chỗ đẹp lắm. Mình có tấm hình áo đỏ đó cô. Áo đỏ cũng đẹp lắm. Ở ngoài á, ngoài cô. Đúng rồi, mình đứng ở bên cái đàn hoa nè cô. Tấm hình này là của một cô bán vé số. Rồi, mình qua bên kia hả cô? Như đây được rồi ha. Dạ. Con thấy cái tấm hình áo đỏ bên đó rất là đẹp nghe không? Dạ. Dạ, cái áo đỏ áo mới luôn đó cô. Rồi thôi con chụp con tắm rồi đi. Dạ. Không sao đâu. Trời ơi. Cô cái bánh này mình gọi là bánh gì cô? Bánh mì nướng anh. À, thì bây giờ vừa làm ớt sẽ qua bên đây để làm vợ chụp hình cho cô luôn. Rồi. Rồi cô đứng đây nha. Cái tấm này mới lắm đó cô, mới hôm qua đó. Rồi cô nhìn con chụp cho cô một tấm nha. Một tấm nè. Một tấm đó nha cô.
Wow. Ở Sài Gòn cũng mấy. Hai bé chờ ra chút xíu là. Dạ, rồi con. Cảm ơn cô. Cô muốn ráp lên. Rồi con cảm ơn cô ha. Cảm ơn tất cả em. Dạ, con cũng chúc cho cô là nhiều sức khỏe ha. À, cũng như là làm ăn phát tài phát lộc nha cô. Dạ, con chúc hết anh em YouTube này chia sẻ rộng rãi cho mọi người. Dạ. Dạ. Đây là anh Diệp Súc Niêu nè phải không? Dạ không phải. Anh Diệp Súc Niêu là anh như đi ra ngoài rồi. Anh Di Minh. Dạ. Sáng nào cũng nghe anh Di Minh rồi tại 66. Tại 66 hôm nay bận công việc cho nên chưa vào. Dạ. Rồi. Rồi, con cảm ơn cô nhiều nha. Đến đây thì Bự Lâm Hết Bình Dương xin phép và tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.